được cảm ơn ban nhà Starlight rất là nhiều. Âm thanh có vang quá không quý vị? Dạ, trước tiên thì hôm nay Đức Tiến rất là hạnh phúc để gặp gỡ với tất cả quý sơ, quý cô chú, quý anh chị và tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay đây, ngày Chủ nhật. Có thể nói rằng là ngày hôm nay ngày Chủ nhật, Đức Tiến biết rằng tất cả quý vị ai cũng bận rộn với công việc, với gia đình của mình, nhưng mà luôn dành sự yêu mến cho các sơ, cũng như luôn mong muốn để đến đây cùng chung vui với các sơ trong chương trình ngày hôm nay đây. Đây là chương trình Viên Gặp Yêu Thương. Chúng ta đã nghe nhiều về các sơ ở dòng Bến Thánh Giác tại Nha Trang, khi các sơ sang Hoa Kỳ định cư và bắt đầu ở lại nơi đây và cùng công tác phục vụ tất cả những tha nhân Việt Nam của chúng ta. Tin chắc rằng những người thân của chúng ta tại Việt Nam, chúng ta cũng từng nghe đến gửi con em mình đi học tại các tu viện, tại các sơ, tại Nha Trang và cũng như trên khắp cả nước Việt Nam. Và một lần nữa, Đức Tiến xin gửi lời chào thân thương và chào đón tất cả mọi người đến với chương trình Viên Gặp Yêu Thương ạ. Riêng Đức Tiến thì đã có đôi lần được tâm sự cùng với sơ Maria Ái Liên, được chia sẻ từ sơ mến và rất nhiều các sơ khác về cuộc sống, về cũng như là tâm nguyện của các sơ để được phục vụ, được dấn thân và được chia sẻ. Hiện tại thì các sơ đang có hai nhà trẻ tại nơi đây để chăm sóc và nuôi dạy các em, cũng như là các sơ còn đi hát cho các ca đoàn của các cháu xứ lân cận. Và bên cạnh đó thì cùng với tất cả các sơ thì cũng đó là nhận tất cả những cái đồ cũ hay là những đồ trong gia đình của mình mà không dùng nữa thì các sơ mang đi thu gom lại và mang đi bán và quy số tiền đó để giúp đỡ cho tất cả các trẻ em nghèo, những em bị mồ côi, khuyết tật và những người già tại Việt Nam. Bây giờ thì không gì hay hơn, con Đức Tiến xin kính mời tất cả các sơ cùng lên đây với con để chào tất cả quý vị, những người luôn yêu mến ủng hộ mình. Con xin mời sơ mến, sơ Maria Ái Liên và cũng như tất cả các sơ. Thay lời cho tất cả các chị em trong cộng đoàn và sơ phụ trách đây, cảm ơn anh Tiến đã giới thiệu, có những lời giới thiệu rất là chưa bao giờ có chúng con được nghe cả. Hôm nay chúng con được nghe, chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc và ấm lòng. Và hôm nay thì trước tiên chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con có cơ hội được đến đây để cùng được gặp gỡ quý vị. Và cách riêng chúng con xin được cảm ơn quý vị đã nhiệt tâm, nhiệt tình bỏ tất cả thời gian ra để cho chúng con có được ngày bữa tiệc hôm nay. Và trong suốt quá trình mà khi mà chúng con đến đây thì chúng con cũng được sự yêu thương và sự ủng hộ của quý vị rất là nhiều. Vì thế chúng con cảm thấy rất là ấm lòng và chúng con mong rằng chúng con chỉ biết cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị. Và những cái công việc mà quý vị đã làm trong ngày hôm nay, chúng con xin tin rằng Chúa sẽ thấy và Chúa sẽ ghi vào sổ hàng sống của Ngài. Và không để thời gian lâu nữa, chị em chúng con xin được thể hiện một bài hát. Đó là bài Bờ Vai Giê-xu của nhạc sĩ Trần Tuấn. Đây cũng là tâm tình mà chị em chúng con muốn gói trọn, cũng như là muốn dâng lên cho Chúa, cũng như là được gửi đến cho quý vị. Mong rằng đó là một cái sự tấm lòng mà chúng con muốn thể hiện qua bài hát này. Các chị lần đầu tiên hát cái này các chị hơi sợ. Và cho chúng con được phép cầm giấy vì chúng con vừa mới tập về đêm ạ. Xin quý vị thông cảm với chúng con. Quý vị có thể chúng con một tràng pháo tay để cổ vũ không hả? Thank you.
biết thì con cũng như các sơ sang Hoa Kỳ này định cư thì không phải là điều dễ dàng, cũng rất nhiều là khó khăn, như các sơ còn phải lo việc riêng và cũng như còn phải lo phụng sự cho công việc của Chúa và như tất cả các em nhỏ. Thì xin sơ chia sẻ thêm về cái hoàn cảnh và cái câu chuyện của mình hiện tại tại ngôi nhà này và cũng như cuộc sống của sơ và các sơ khác. Sơ xin chia sẻ một tí, tại vì đã có ở trong cái thư ngỏ của sơ, nhưng mà sơ cũng nói một tí lên ngày hôm nay, để ngày hôm nay có một cái buổi mà gây quỹ kêu là viên gạch yêu thương. Thì tất cả những cái gì mà anh chị em giúp cho sơ trong ngày hôm nay cũng như trong quá khứ và trong tương lai, thì sơ xin ghi khắc và tất cả các sơ sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi ông bà, anh chị em trong tất cả các giờ kinh nguyện của sơ. Cái vấn đề mà sơ xin gây quỹ hôm nay là sơ có một cái nhà, nhưng mà nó không còn tồn tại với các sơ, cho nên hôm nay sơ lại phải qua 17 năm rồi nhưng lận đận, ngày hôm nay lại bắt đầu để làm lại. Tưởng chừng như là không còn bí lối, không còn đi, nhưng mà Chúa vẫn thương sơ, thương cộng đoàn của sơ, cho sơ có rất là nhiều ân nhân, những người mà trong âm thầm giúp đỡ các sơ để các sơ có bước đi tới. Trong tâm tình đó, chúng cho sơ chỉ biết rằng là cúi đầu cảm ơn và dâng lời cầu nguyện cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn sự mến rất là nhiều. Dạ còn không mời sơ Maria Haley. Dạ riêng con thì con chỉ mới đến đây được vài tháng mà con không được diễn phúc là ở chung với các chị trong cộng đoàn. Con đang đi học ở tại tiểu bang New Jersey. Và khi mà con ở Việt Nam thì con cũng nghe các chị chia sẻ về cộng đoàn ở bên Cali rất là khó khăn. Nhưng mà mình chỉ nghe thôi, mình chưa có thấy được thực tế. Cho nên khi mà con qua đây thì con cảm thấy rằng khi mà mình chính mắt mình được nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra cho mình đó, thì mình cảm thấy rất là thương các chị vô cùng. Với cái đất Mỹ như thế này em thấy rất là lòng rớn, mà với là cái xã hội của bên này nó cũng không như ở Việt Nam mình, cho nên là em thấy các chị rất là khổ. Mà trong thâm tâm của mình là biết làm sao bây giờ cho các chị có một ngôi nhà ở để cho có nơi, có cơ sở làm việc và có điều kiện để phục vụ cộng đoàn hơn. Và chính vì thế mà em cũng có ngỏ lời với các chị và cũng như là được sự ủng hộ của quý vị rất là nhiều đó. Cho nên các chị mới nói thôi, thì em cũng tạ ơn Chúa đã ban cho em có một cái giọng hát xí xí. Dạ, thì em cũng xin được mang giọng hát của mình để phục vụ cho cộng đoàn hôm nay. Đó là em xin chia sẻ những tâm tình của em. Một lần nữa thì xin được cảm ơn sơ mến và sơ Maria Linh rất nhiều đã chia sẻ tâm tư của mình. Và con không biết nói gì hơn, cũng như xin được cảm ơn đến tất cả quý vị ân nhân đã đến đây cùng chia sẻ với chúng con. Và ước nguyện sao Chúa luôn ban chúc lành cho tất cả các sơ. Cảm ơn sơ rất nhiều. Nhưng mà có lẽ con giữ sơ Maria Linh ở đây với con. Hồi nãy quý vị nghe sơ Maria Linh hát cùng với tất cả các sơ khác rồi đúng không? Mà sơ Maria Linh có nói là ngoài phục vụ cho Chúa, cho tất cả những người tha nhân và cho tất cả những người khó khăn, thì sơ cũng nguyện mang tiếng hát của mình để cho phục vụ cho tất cả quý vị hôm nay đây. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị có thể cho chàng cổ tay chúng ta cùng nghe tiếng hát riêng của sơ mến được không ạ? Sơ Maria Linh được không ạ? Để tôi
gió đừng rung cây, gió đừng rung cây. Dưới mà người nói trời ơi Sơ hát hay quá, Sơ không làm ca sĩ. Cái cô Hương cô nói Sơ hát hay quá. Cô Sơ hát bài gì Đố An mà ngủ hay mơ, em nằm hay ngủ mơ. Sơ có hay nằm mơ không? Không, em nghĩ là không có một mình em nằm mơ mà tất cả mọi người đều có nằm mơ. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ. Tình đời ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải xa đi. Ôi muốn làm sao nói lời tạ ơn, nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tả nỗi buồn. 4 9 7 3 4 có không ạ? 4 4 9 7 3 4 Rồi, cảm ơn chị nhiều. Trước hết thì con có đôi lời gửi đến quý cha và toàn thể quý vị và quý sơ. Kính thưa quý cha, quý sơ và quý vị quan khách, con tên Itsumi Fujiwara, là đại diện công ty dược thảo Eli Chopin Import and Export đến từ Nhật Bản. Xin được kính gửi đến quý vị lời chào mừng trân trọng nhất. Cũng như lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức của buổi hội ngộ dòng bến thánh giá hôm nay đã cho con có cơ hội được hiện diện nơi đây. Theo sự tìm hiểu của con thì việc dấn thân bằng lời khấn của người nữ tu bến thánh giá là hành vi đáp trả tình yêu mến đối với lòng nhân hậu của Chúa Cha, là ơn tuyển chọn của Đức Kitô và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cùng với tấm lòng nhỏ bé của công ty Eli Japan, con xin được góp chút quà mọn khiêm tốn bằng những dược thảo sản xuất tại Nhật Bản và với ước nguyện sự thành công cho dòng bến thánh giá hôm nay. 4 4 9 6 7 2 4 4 9 6 7 2 4 4 9 6 7 2 4 4 9 6 7 2 Có chưa ạ?
449672 lần thứ nhất. 449672 lần thứ hai. Có không dạ? Yeah! Rồi mời chị lên đây. Come here, beautiful girl. Ok. Trời chứ mua quá trời luôn vậy đó. Hèn chi may mắn. Cho em coi cái số nè. Đâu chị? 4493 không phải. 3 hàng này hàng 3 mà. Đâu trời ừ đưa lộ hàng 3 người đẹp ơi. 672 chị mới có 30 hả? 60 mới nhận được. Chúc mừng cô gái trẻ đâu quý vị. Cho chàng của ta đi quý vị ơi. Rồi à, tí xin giữ cái phần quà này lại đây. Một hồi nữa các anh chị nào có cái số này thì lên đây nhận quà nha. Đọc lại nè, 449672. Chị đọc đúng không ạ? Mình đọc qua mắt. Four, okay, rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Thank you. Rồi, 449672, chúc mừng chị. That's right. Xin gia đình chúng ta, tất cả cô chú cùng cho chàng vỗ tay, cùng chào đón đến chị Miley. Trước hết thì cho Miley xin thân ái kính gửi lời chào quý anh chị, cô bác hiện diện trong ngày hôm nay. Và những ai, quý anh chị nào mà chưa có những cái vé số trên tay thì mời quý anh chị mua vé số ủng hộ, là bởi vì tiệm vàng Miley ngày hôm nay có 3 phần quà. Nói cho rẻ nhất thì cũng phải 150 phần, nhưng mà sẽ hơn 150. Thì nếu mà quý anh chị nào rộng tay giúp đỡ, nếu mà quý vị nào chưa có những cái vé số trên tay thì Miley đích thân xuống mời quý anh chị mua vé số để ủng hộ cho các sơ ngày hôm nay. Chị Miley hôm nay có gửi đến ủng hộ cho chương trình hôm nay chúng ta là 3 bộ chuỗi trân châu rất là đẹp, rất là sang trọng và rất là giá trị, để cho tất cả các chị nào đã mua vé may mắn và sẽ được sổ liền sau mỗi một lần ca sĩ trình diễn xong. Bây giờ chị Miley chia sẻ thêm nữa không ạ? Chị thấy là bên kia có cô ca sĩ Mai Thanh Thúy, một giọng hát rất hay. Xuân vẫn nhất thân sang xin thân ái gửi lời chào đến tất cả anh chị cô chú và tất cả các sơ. Cảm ơn anh Sang rất là nhiều. Hôm nay thấy anh Sang đang trong trang phục rất là đẹp của một vũ sư. Không biết anh có ca khúc hay có điệu nhảy nào để gửi tặng mọi người không ạ? Thanh Sang sẽ rất vui trong một bài hát đến tất cả anh chị cô chú. Mời quý vị dân chàng vỗ tay với anh Thanh Sang ạ. Không, trên đây là còn rất là nhiều mà phía dưới cũng còn rất là nhiều chỗ. Và Thanh Sang rất hy vọng anh chị cô chú nếu có thương thì thương cho chó, ra sàn diễn nhiều một vui hơn. Của chương trình rất là thành công, Thanh Sang xin gửi lời cảm ơn đến đứng tiếng rất nhiều. Và Thanh Sang xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh văn nhạc trên sân khấu rất là hay.
ơi, người yêu em như ngà đánh sao, hình lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thân tím bên em lòng ngất ngây, trao dẫn trong lòng anh đam mê buồn say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề mãi bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau ngàn đắm say. Này em yêu ơi, lòng anh nhiều lần muốn nói rằng anh yêu em yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong vũ trường gần xa nha. Trong đôi mắt em trong này em yêu ơi, trên đời và dành riêng em thôi trong trái tim anh. Ô mê ly mê ly, ô mê ly. Tình chùa yêu
là câu hát bài ca, là tình yêu dâng hiến cho nước trời nở một ngày.
ngày ấu thơ những câu chuyện cổ mẹ kể Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cười để cho ai một ngày thôi mãi. Anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong mai, gửi về cho mẹ giăng gói chờ say. Mẹ phá hồ vô nước mà nắng cuộc đời. Đêm nay trời lập đông vai cơn gió xe sắt lòng. Anh nghe hồn lạnh căm đi vào nuôi tiếc mênh mông. Một thời yêu xa vắng còn trăng cay đắng, còn nhớ thương thì em biết không. Ngày nào ta đưa đón trời răng răng tuyết lạc lối đi tìm, làm sao ngăn dòng niềm vẫn còn là lòng vẫn còn yêu. Giây phút vui bên người, rượu nồng nhạt dâng men tình mới. Em có hay bao giờ chị em kính được gửi đến quý vị một bài hát. Sau những giây phút vui nhộn thì bây giờ con xin được dành một cái phút tĩnh lặng trong tâm hồn để có thể là nghiệm lại chính cuộc đời của mình cũng như là những cái chặng đường mình đã đi qua. Và giờ đây chúng con xin được kính gửi đến quý vị nhạc phẩm Lặng của nhạc sĩ Trần Tuấn. Con lại
rơi mãi. Dù mãi nơi này người có xa người, hãy yêu nhau đi khi trời u tối. Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui vơi. Muôn ngàn yêu dấu.